tua nít tì con pro srei miền pram giang tì mùi con pro srei trời thua dịch đầy sắc xa thà miệt đa vệ đa ban chân châm ra xa khuôn mộc hỏi nâng chân châm miệt đa vệ đa vĩnh tì bì con pro srei quọc bay chui thua ca nghe aoi miệt đa vệ đa đòi sạch đầy mần chil chở ổ tì bầy con pro srei nâng đồng co đồng càng nơi vung trò câu ở bàn lọ pro bầy. Tí buồn, con pro srei nâng bạc đệ bắt ở bàn xong cua chia nẹ tờ tu nơi mô rọt đọc rọt bọ miệt đá bệ đà. Tí bàm, con pro srei trời thư bốn ột tư tẹ kê na tiến đó miệt đá bệ đá đại bàn thư cao kệ rời giá tờ căn bà rạ lục hời. Tua nê tì rô bọc con pro srei tàng pram nê. Miên ạc tà nây sạch đầy giang nà. Khi nhóm nâng ạc thị bài mùi mùi đàm bay ao con pro srei. Srua sạp srua chul. Đại miên ạc tà nây sạch đầy tàng srong đôi tò tử. Tua nê tì tì mùi con pro srei. Cá bạc đăng tha miệt đa bạch đá. Ban chân châm ra xa khuôn mọc hời. Nâng trời chân châm miệt đa bạch đá vĩnh. Miền này thà, cao ớt mộc chi mà nụ, bà con tài nức rồi lực đo âm pơ là o, đài nẹ đợt tây bàn thơ mà lực luôn mình khuyên tờ hỏi nụ. Chăm bách này dây ở vấy, chăm bố sẽ cái đây là o, xem tiết. Thà ách, nâng khuyên đàm bây sân xóm bút khăn nông sân đàn tờ bàn. Bạn xây xì phái bố chỉ rời ở tờ hơi. Hơi chanh mình bài cáo ý, rương ní, mình cú ở tế điều tế. Rùa viê chỉ thò mà chết rồi bỏ sạch tế ra chàng. Bọn tay mà nụ dương vĩnh, bà thơ rồi biếp nâng, bố cứ mình bài cáo đòi ca nức rồi lực đòi cun. Đại miệt đa bài đa bàn thơ hỏi nụ. Sạch ở đây sốc, bà giáo châm ra anh càng đòi khuôn nụ. Viê cú ai tế điêl khăn nà. Rùa mà nụ dương mình men chỉ sạch tế ra chàng lòi. Thơ bọn đạc bát gặp xâm bèh bèh nơi vọt cứ bất chìa lọ. Miên chất xâm mọc xâm xâm côn nà thò khăn nông xâm đàn. Bọn tay xôm công plích bèh nơi khăn nông bà tè cứ miệt đà bày đà. Quát miên côn thông ngôn chìa bèh ạ rà hòn cứ miệt đà bày đà nâng ảnh. Xôm côn bò srei tiàng lái chanh châm bày bạch thai ra xa gặp xâm bèh. Miệt đà bạch đá, công bầy yên ơn, công ai cả đáy cỏ hai sẽ đáy khăn nông cao chìa kháng cỏi lòi. Tua nì tì con pro srei tì bì. Con pro srei có bầy thư sẽ cả đáy sắc xa thá. Nâng chui thư ca nghe ai miệt đà bạch đá, đáy sẽ cả đáy mần kichil chở ổ. Sẽ cả đáy kichil chìa bài dù mộc bà ca mùi. Cứ chia bà thiên này sẽ kết đầy vì nế, nơi bà giàu cực dàng. Đối chứ nế, bà dương chơi thơ ca ao nhạc đọt tấy. Bọn tay mình cua chơi thơ sẽ kết đầy là o, ao đọt khuôn ai lòi. Sạch mà dung tia chồng này, chong ao dương thơ sẽ kết đầy là o chi mùi vỉa. Sạch số nọ, cứ sạch cái, chia đám có đốt khỉ. Chồng này khuôn dương vĩnh. Ta dùng tìa ai nẹ ná thư sạch đầy là o ai. Mà nụ cổ rụp nìa, bà thân á chọn bàn sạch đầy là o. Ông bơ là o, ông bì nẹ đà tì. Bọn ta sống cầm plích thả. Mình miết nẹ ná sở lành dương chui dương, chiêng khuôn dương lòi. Đối chứ nế, dương trời bà thân á sạch đầy là o, cổ rụp giang, ông bơ là o khuôn ảnh. Cá bầm ra, nẹ miền cồn cứ chia sầm bắt đỏ cái lèn chia sạch cái đây là o mùi đài nẹ đỏ tây trời bàn tổ tù đòi khuôn ai giang bất bà cọt ca nghe bà bây cứ chia bà thật nơi khăn ông sẵn đàn chặt bất chia mùi sạch lô ảo rùi phót chạ bà bà cám nâng bia về rìa miền phò phót chạ tục hầy xôm con bà sầy ra xa bà khăn ông bà tia, nâng bà khăn ông sẵn đàn là chất cứ miệt đà bạch đà, công qua bạch thuê bà hẹt lòi.
ទួនាទីទី3កូនប្រុសស្រីគប្បីតម្កល់តម្កើងនៅវង្សត្រកូលរបស់មាតាបិតាឲ្យបានល្អចរិយាមារយាទជារឿងសំខាន់ណាស់កូនប្រុសស្រីគប្បីរក្សាខ្លួនដោយសីលធម៌ការរក្សាសីលជាការធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់ខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់អស់ទុនឡើយ គ្រាន់តែអាស្រ័យលើស្មារតីថែទាំខ្លួនរក្សាស្វែងយល់អំពីសុជីវធម៌សន្តាប់ធ្នាប់ល្អព្រមដោយការបដិបត្តិដោយប្រពៃក៏បានសម្រេចផលកំរៃដល់ប្រសើរគឺបានធ្វើជាមនុស្សល្អម្នាក់លើកស្ទួយវង្សត្រកូលផងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនផងសង្គមមនុស្សទាំងមូលផងកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយកុំខ្លាចសិលឡើយកុំគិតថាសិលជារឿងលំបាកឲ្យសោះសិលមិនមែនជាសត្រូវរបស់កូនទេគេលេះក្នុងចិត្តរបស់កូនទេតើដែលជាសត្រូវធ្វើនៅការបៀតបៀនដល់កូននោះចំណែកសិលគឺជាមិត្តដ៏ល្អគ្រប់ពេលរបស់កូនប្រុសស្រីជាសិរីមង្គលពិតប្រាកដសូមកូនពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់ចុះ ការដំកល់ដំកើងនៅវង្សត្រកូលគឺជាការដែលកូនប្រុសស្រីដំកល់ខ្លួនឲ្យប្រពៃក្មេងគ្មានរសារៀនសូត្រផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ឲ្យបានល្អចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃសាងស្នាដៃប្រកបដោយសីលធម៌និងគុណធម៌ដ៏ល្អតួនាទីកូនទី4កូនប្រុសស្រីនិងបដិបត្តិឲ្យបានសមរម្យគួរជាអ្នកទទួលនៅទ្រព្យសម្បត្តិមរតក របស់មាតាបិតាមាតាបិតាទោះបីមានទ្រព្យតិចច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យឡើយបើគាត់កំណាញ់ក៏តែជាមួយនឹងអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯកូនរបស់គាត់វិញនោះមានប៉ុន្មានទុកឲ្យទាំងអស់ទុកដោយសេចក្តីរីករាយកក់ក្តៅជាទីបំផុត ដូច្នេះចូលកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយគប្បីធ្វើសេចក្តីសង្ឃឹមដល់មាតាបិតាត្រូវខំបដិបត្តិខ្លួនឲ្យរឹងប៉ឹងមានមារយាទល្អសម្ដែងនឹងការសមគួរឲ្យជាទីទុកចិត្តរបស់មាតាបិតាដាច់ខាតកុំមើលងាយទ្រព្យមរតករបស់គាត់ឲ្យសោះព្រោះក្នុងទ្រព្យមរតកនោះបានបង្កប់ទៅដោយមនោសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់មាតាបិតា ประกอบโดยปรุมวิเฮียทออนัตรลังนังเมตาดอกคลังคลากายวิการเรื่องปังใต้จัดตุนพลนสระตุนโดยเมสระตุมจมพัวบทเงียสงวนปิไซอย่างโดยชนกตาโซมโกนประสริกกับใบตะตูลอ่อยบ้านในมรดกดอลออปิเซคือปรุมวิเฮียทอระบบเมตตาเบตา ហើយក៏បីពង្រីកចែកឲ្យដល់ជនដទៃដោយក្តីមេត្តាករណាធំទូលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តទៅទៀតទួនាទីបុត្រធីតាទី5កូនប្រុសស្រីត្រូវធ្វើបុណ្យតេកេណាទានដល់មាតាបិតាដែលធ្វើកាលកិរិយាទៅកាន់បរលោកហើយ តេកេណាទានគឺជាទានដែលធ្វើជឿលើកម្មជឿលើផលហើយបានធ្វើដល់តេកេណីយបុគ្គលគឺបុគ្គលមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាសិលគុណជាដើមជាបុគ្គលសមគួរនឹងទទួលនៅតេកេណាទានចំណែកពាក្យថាតេកេណានុបទានគឺជាអំណោយបុណ្យ បានដល់ការឧទ្ទិសនៅតេកេណាទានឲ្យដល់អ្នកដែលទៅកាន់បរលោកការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យដល់អ្នកដទៃជាសេចក្តីល្អពីរយ៉ាងម្យ៉ាងគឺបុណ្យថ្នាក់ទានមានភាពជាអិសរៈលើកិលេសម្យ៉ាងទៀតគឺបុណ្យបត្តិទានមានចិត្តល្អប្រកបដោយមេត្តា ឬការដឹងគុណចែកបុណ្យឧទ្ទិសកុសលអំពើល្អទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺអ្នកធ្វើបានឧទ្ទិស
ឲ្យខ្លួនឯងទាំងស្រុងសម្រាប់ជួយខ្លួនឲ្យរួចអំពីភាពជាមនុស្សអាក្រក់បើកូនចៅប្រាថ្នាពរគឺរបស់ដែលប្រសើរសូមកូនចៅបំពេញហេតុបានដល់កុសលឲ្យសមគួរដល់ផលទើបអាចទទួលពរបានតួនាទីរបស់កូនទាំងប្រាំយ៉ាងចប់ល្មមបានជាខ្ញុំលើកតួនាទីកូនកូនមកអធិប្បាយនេះគឺចង់ឲ្យកូនកូនខ្លះដែលមិនបានយល់អំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនចំពោះមាតាបិតាអាចស្ដាប់វីដេអូនេះទៅអាចនឹងយល់បានខ្លះបើមិនច្រើនប្រសើរជាងមិនបានស្ដាប់ ហើយស្ដាប់ហើយយើងប្រតិបត្តិតាមទៅគឺល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងល្អសម្រាប់សង្គមគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិផងដែរដូច្នេះការលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះចប់ដោយបរិបូរណ៍ថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា